Hôm nay bên nhà Mộc Lan em có về thêm hũ cao hồng sâm núi của Hàn Quốc nha anh chị. Một hũ như vậy là 1 kg. Bây giờ em sẽ mở bên trong bao bì ra cho mình xem rồi ở trong nó có cái gì. Đây là cái thông tin của sản phẩm. Cái nắp ở trên tới bên trong cái hũ cầm rất là chắc tay luôn nha. Ở phía dưới nó còn một cái muỗng gỗ nữa. Cái công dụng chủ yếu của cái cao hồng sâm núi này là nó bồi bổ sức khỏe nè, chống ung thư. Cái loại này nó còn dùng được cho những người nào đang bị huyết áp, bị tiểu đường, tim mạch, nó còn bồi bổ xương nữa nha. Cái sản phẩm này có một cái thìa gỗ đi kèm, mỗi lần dùng là 1 thìa, pha với khoảng 80 ml nước ấm, mình dùng trước hoặc sau ăn khoảng 20 phút nữa. Khi mà quý khách mua cái set này thì tụi em sẽ thắt cho mình cái màng lụa nha. Nó đi kèm nguyên bộ luôn. Hàng này là em nhập khẩu chính ngạch, có hóa đơn giấy tờ đầy đủ. Thì thắt cho mình một cái set như vậy.